Xin chào các bạn và chào mừng đã trở lại với Phết Chuyện, mình là Sunrise. Và các bạn đã bao giờ tự hỏi rằng ngoài Avengers ra thì truyện tranh của Marvel còn có nhóm gì đó nào khác không? Và sau hôm nay chúng ta sẽ trả lời câu hỏi đấy đấy. Và danh sách ngày hôm nay sẽ là 10 nhóm không phải là Avengers trong Marvel Comics. X-Men có thể nói là một trong các nhóm siêu anh hùng quyền năng nhất, nổi tiếng nhất của vũ trụ truyện tranh Marvel. Nhưng các bạn đã bao giờ tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu các X-Men đột nhiên trở thành bạo lực hơn và máu me hơn chưa? Hãy cùng đến với đội X-Force nhé! X-Force được tạo ra bởi Rob Liefeld và xuất hiện lần đầu tiên trong đầu truyện New Mutants số thứ 100 xuất bản năm 1991. Team X-Force ban đầu gồm các thành viên gồm đội trưởng Cable, Domino, Warpath và Pharaoh. Nhóm X-Force này về cơ bản được tạo nên với nền tảng là các thành viên của đội New Mutants đương thời. Với tập cuối của series New Mutants năm 1991, nhóm X-Force được Marvel tạo riêng cho mình một series truyện solo cùng tên kể về hành trình của nhóm dị nhân mới này. Có thể nói, X-Force là một phiên bản đen tối của X-Men và là một trong các nhóm siêu anh hùng hay là phản anh hùng rất được ưa thích do các câu chuyện đầy tính phá cách cũng như các thành viên gồm các anti-hero vốn rất được yêu thích. Giống như các nhóm siêu anh hùng khác trong thế giới truyện tranh, X-Force cũng gồm rất nhiều phiên bản xuyên suốt lịch sử phát hành của mình, mà nổi bật nhất là hai phiên bản do Cable và Wolverine cầm đầu. Có một phiên bản X-Force mà cá nhân mình rất thích là nhóm X-Force trong đầu Uncanny X-Force xuất bản vào khoảng 2010-2011. Đội X-Force này bao gồm các anti-hero được yêu thích như là Wolverine, Deadpool, Archangel, Psylocke và Phantom X. Ngoài những cảnh hành động bạo lực, đen tối, đậm chất X-Force ra thì nhóm X-Force này thực sự có một câu chuyện rất hay, có chiều sâu nhất định và đặc biệt có cả khoảnh khắc cực kỳ ấn tượng như cảnh Deadpool tự lóc thịt mình ra cho Archangel ăn khi mà Archangel bị thương và mối quan hệ giữa Archangel và Psylocke. Thực sự những chi tiết trên hay cách xây dựng nhân vật đã làm cho cá nhân mình trở thành một fan của X-Force và luôn là X-Force trở thành một trong những các siêu anh hùng mà mình yêu thích nhất. Sau khi xem xong X-Men Apocalypse thì chắc hẳn các bạn đã quen với khái niệm gọi là tứ kỵ sĩ khải huyền của Apocalypse rồi đúng không? Nhưng đó chỉ là trên phim thôi, còn trong truyện tranh họ là một thứ gì đó hoàn toàn khác. Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem họ là những ai và làm được gì nữa nhé! Four Horsemen of Apocalypse được nhắc đến lần đầu tiên bởi chính Apocalypse trong đầu truyện X-Factor số thứ 10 xuất bản năm 1986. Trong bộ phim X-Men Apocalypse thì tứ kỵ sĩ khải huyền bao gồm các thành viên là Archangel, Storm, Psylocke và Magneto, nhưng thực tế trong comics, 4 kỵ sĩ khải huyền đã có vài phiên bản khác nhau xét theo từng thế hệ. Thế hệ đầu tiên bao gồm các thành viên là Plague, một dị nhân thuộc bang Morlocks, Abraham Lincoln Kiros, Autumn Robson và cuối cùng là Angel. Nhóm 4 kỵ sĩ khải huyền phục vụ Apocalypse trong kế hoạch của hắn mà với trọng tâm chính là Angel. Trong các sự kiện trước đấy, Angel bị mất đi đôi cánh của mình nhưng Apocalypse đã hứa sẽ chữa trị cho anh nhưng với điều kiện Angel sẽ phải phục vụ cho gã. Sau đó trong cuộc chiến với nhóm X-Factor, các thành viên của 4 kỵ sĩ khải huyền bị hao tổn và xáo trộn lực lượng. Lúc này đội hình của 4 kỵ sĩ được thay đổi với việc Caliban và Hulk vào đội hình trong một thời gian ngắn. Thế hệ tiếp theo bao gồm Wolverine, Deadbirth của người Shi'ar, Rory Campbell và Caliban. Thế hệ thứ 3 bao gồm Geyser, Sunfire, Polaris và Gambit. Ngoài 3 nhóm 4 kỵ sĩ trên thì còn tồn tại một nhóm kỵ sĩ khác xét theo từng dòng sự kiện của Marvel. Tự chung, 4 kỵ sĩ khải huyền cũng giống như các nhóm siêu anh hùng hay là siêu phản diện khác khi họ có cho mình danh sách thành viên không cố định và bất cứ đội hình nào. Kẻ trùm luôn là Apocalypse và 4 kỵ sĩ luôn là tay sai cho hắn, giống như sử thi trong Kinh Thánh. Nếu không muốn nói đến Avengers thì chúng ta sẽ có một đội khá là giống Avengers nhưng mà có thể nói là hoàn toàn ngược lại và thậm chí là thay thế họ một thời gian dài, đó là đội Thunderbolts. Có thể nói đây là một trong những đội siêu anh hùng hay là siêu phản diện thú vị nhất mà các bạn từng được biết đến đấy. Năm 1996, ở vũ trụ Marvel đã xảy ra một sự kiện cực lớn mà nó ảnh hưởng đến cả cục diện toàn bộ vũ trụ này. Đó là khi Onslaught, một thực thể toàn năng vốn là hợp thể của hai dị nhân cực mạnh là giáo sư X và Magneto được sinh ra. Trong sự kiện Onslaught Marvel Universe, Onslaught đã tạo ra một cuộc chiến vô tiền khoáng hậu với nhóm siêu anh hùng trái đất như là Avengers và X-Men. Tại đây, Onslaught đã tiêu diệt toàn bộ team Avengers. Sau cái chết của các Avengers, Marvel đã giới thiệu một nhóm siêu anh hùng hoàn toàn mới có cái tên là Thunderbolts. Và đây sẽ chính là nhóm siêu anh hùng được giới thiệu trong hôm nay. Tuy nhiên, có một sự thật khá bất ngờ khi các fan biết rằng Thunderbolts thực chất không phải là một nhóm siêu anh hùng mẫu mực như chúng ta vẫn thường thấy, mà họ là một nhóm siêu anh hùng tập hợp cùng các siêu phản diện do Baron Helmut Zemo thành lập nên với nền móng gồm những đồng minh cũ của hắn từ nhóm Masters of Evil, với mục đích là chuộc tội và tự tạo nên một nhóm siêu anh hùng mới để thay thế nhóm Avengers trong công cuộc bảo vệ trái đất và giữ cán cân công lý. Đây là một sự bất ngờ đến từ chính Marvel dành cho các fan lúc bấy giờ khi họ đã xây dựng một nhóm siêu anh hùng có thân thế vô cùng đặc biệt và hy vọng sẽ mang một luồng gió mới đến với chủ nghĩa siêu anh hùng trong vũ trụ của Marvel. Thunderbolts được tạo ra bởi cặp đôi Kurt Busiek và Mark Bagley, được xuất hiện lần đầu tiên trong đầu truyện The Incredible Hulk số 449 xuất bản tháng 1 năm 1997. Đầu truyện được chấp bút bởi Peter David và được vẽ bởi Mike Diodato. Thời kỳ này, Thunderbolts bao gồm 6 thành viên: Techno the Fixer, Meteorite the Moonstone, Songbird the Screaming Mimi, Mark One the Beetle, Atlas the Goliath, và cuối cùng là lãnh đạo của họ là Citizen 5 hay là Baron Helmut Zemo. Bên trên là thông tin về nhóm Thunderbolts cổ điển. Thunderbolts cũng sở hữu cho mình nhiều đội hình khác nhau. Tuy nhiên, đội Thunderbolts được yêu thích nhất và có nhiều ảnh hưởng nhất có thể kể đến đội hình Thunderbolts là cơ sở của nhóm Dark Avengers, bao gồm các thành viên là Norman Osborn, Bullseye, Penance, Radioactive Man, Swordsman và Venom. Ngoài ra, có thể kể đến đội hình của Thunderbolts do từng roster tập hợp bao gồm các anti-hero nổi tiếng như là Deadpool, Punisher, Elektra, Red Hulk. Nhóm Thunderbolts đỏ này cũng là phiên bản cực kỳ thú vị. Chi tiết về lịch sử phát triển của nhóm Thunderbolts thì phê truyện chúng mình đã có một video nói về nguồn gốc lịch sử của cả đội Thunderbolts, nên nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm thì có thể ghé qua nhé. Các bạn đã bao giờ nghĩ rằng là Marvel sẽ kết hợp với cả kiếm hiệp chưa? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cái khái niệm này chơi với cả Marvel? Chúng ta sẽ có một trong các đội kiếm hiệp thú vị nhất của Marvel và sau đây sẽ là Immortal Weapons. Cùng đến với biệt đội kiếm hiệp của vũ trụ Marvel, Immortal Weapons xuất hiện lần đầu tiên trong đồ truyện thuộc hàng tuyệt phẩm của Iron Fist là The Immortal Iron Fist năm 2007. Immortal Weapons bao gồm Iron Fist, Bride of Nine Spiders, Dark Brother, Fat Cobra, Prince of Orphans, Tiger's Beautiful Daughter. Đây là nhóm tập hợp gồm các nhà vô địch đến từ 8 thủ phủ của thiên đường, là lực lượng sở hữu kỹ năng võ thuật và nội công thuộc hạng gọi là thượng thặng. Như cái tên của nhóm, từng thành viên của Immortal Weapons chính là một vũ khí sống. Nếu các bạn tò mò muốn tìm hiểu xem nhóm kiếm hiệp này sẽ như thế nào và làm được gì thì hãy chọn đọc bộ The Immortal Iron Fist năm 2007 nhé. Mình đảm bảo đây sẽ là đầu truyện cực kỳ đỉnh, nếu mà các bạn muốn tìm hiểu về Iron Fist thì chắc chắn sẽ phải đọc đấy. Xin chào. Ồ, mình biết bạn đấy. Chữ thầy con cặc đồ mày nói chuyện vô dần quá. Các bạn đã bao giờ thấy khó chịu khi không tìm được cuốn truyện mình yêu thích chưa? Các bạn đã bao giờ thấy bất ngờ khi lên Amazon và thấy rằng cuốn truyện của mình có giá cao nên chọc trời chưa? Vậy các bạn đừng lo, phê truyện đã có mặt ở đây. Bây giờ nếu các bạn muốn kiếm những cuốn truyện này, các bạn chỉ cần lên fanpage của phê truyện, nói chuyện với chúng mình và chúng mình sẽ đặt hộ cho các bạn những cuốn truyện mà các bạn yêu thích với giá có thể là rẻ hơn, thậm chí thời gian ship còn nhanh hơn rất là nhiều. Vậy các bạn còn chờ gì nữa? Hãy đến với phê truyện ngay bây giờ để đặt những cuốn truyện mà các bạn yêu thích. Vừa rồi là một đội kiếm hiệp, thế bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta từ phương Đông chỉ sang phương Tây? Và chúng ta sẽ có một đội kỵ sĩ, và sau đây sẽ là Marvel kỵ sĩ, Marvel Knights. Ngoài Defenders ra, Daredevil còn là một thành phần của một nhóm siêu anh hùng khác ngầu hơn và thú vị hơn không kém là Marvel Knights. Marvel Knights là nhóm siêu anh hùng bao gồm các thành viên là Daredevil, Black Widow, Punisher, Dagger và Shang-Chi. Với hình ảnh của một số nhóm như Avengers, X-Men phải chiến đấu với các kẻ thù to lớn cùng các sự kiện có ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ Marvel, thì những câu chuyện nhỏ lẻ về nhóm siêu anh hùng nhỏ bé như là Marvel Knights lại có sức hút cực kỳ lớn. Marvel Knights mang lại cho độc giả góc nhìn mới về các siêu anh hùng cùng những câu chuyện hoàn toàn mới lạ. Các cuộc phiêu lưu trong Marvel Knights sẽ đưa chúng ta đến với những kẻ thù mới hơn, thú vị hơn, dị hơn. Nếu là fan của các siêu anh hùng như Daredevil, Punisher thì các bạn có thể tìm hiểu series truyện Marvel Knights để tìm hiểu nhé. Chúng ta đã vừa đi qua khá là nhiều các đội gọi là siêu anh hùng rồi đúng không? Hay bây giờ chuyển sang một đội gọi là siêu phản diện đây đã nhé. Tổ chức Purifiers được thành lập bởi William Stryker với mục đích truy lùng và tiêu diệt loài mutants hay là dị nhân. Purifiers được tạo ra dưới hình hài của một giáo phái với tư tưởng bài xích dị nhân, nhân danh Chúa. Purifiers xuất hiện lần đầu tiên trong đầu truyện Marvel Graphic Novel số thứ 5 X-Men God Loves Man Kills. Tại đầu truyện này, chúng ta được chứng kiến sự thành lập cũng như là lý tưởng của giáo hội này. Tuy cộng đồng dị nhân rất to lớn, đông đảo và tiềm ẩn sức mạnh cực kỳ lớn, nhưng thực sự nhóm tà đạo Purifiers lại luôn là mối đe dọa cộng đồng dị nhân. Purifiers tập hợp cho mình số lượng con chiên khá đông đảo với tư tưởng bài xích dị nhân. Nhóm này sở hữu cho mình công nghệ cũng như là những sát thủ để thực hiện mục tiêu của mình. Điển hình là sau sự kiện M-Day, dân số của loài mutants đã bị suy giảm nghiêm trọng từ hàng triệu người xuống còn khoảng 200 người. Kể từ ngày hủy diệt đó, những người đột biến đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng khi không một đứa trẻ đột biến nào được sinh ra, trong khi vẫn có những mutants bị ngã xuống. Nhưng hy vọng của loài đột biến đã quay trở lại trong hình hài của một đứa bé. Tại đây, nhóm Purifiers đã triển khai chiến dịch càn quét toàn bộ cộng đồng dị nhân còn lại. Đỉnh điểm, giáo hội đã triển khai một thứ vũ khí bí mật là Bastion, hợp thể của Nimrod và Bastion, được mệnh danh là Master Mold. kẻ tiêu diệt các dị nhân. Cũng tại thời điểm này, nhóm X-Force do Wolverine cầm đầu đã có một trận chiến đẫm máu với Purifiers. Thực sự thì Purifiers là nhóm phản diện rất đáng gờm và xứng đáng được liệt vào danh sách ngày hôm nay. Lúc này chúng ta vừa nói đến Thunderbolts. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra các Thunderbolts được nâng cấp lên thành các Avengers? Chúng ta sẽ có Dark Avengers. Dark Avengers bắt đầu xuất hiện trong dòng sự kiện Dark Reign và Siege của Marvel. Đây là nhóm đối nghịch với Avengers vì lý tưởng cũng như tính chất của từng thành viên trong nhóm. Câu chuyện của Dark Avengers bắt đầu sau sự kiện Secret Invasion. Lúc này nhóm Avengers đã tan rã và đồng thời Norman Osborn đã có chỗ đứng cực kỳ cao trong nền chính trị và an ninh Mỹ. Với tham vọng cùng bên cạnh là sự thừa hưởng công nghệ của Tony Stark, Norman đã tự chế tạo cho mình bộ giáp có tên là Iron Patriot. Đồng thời, lão tự thành lập cho mình một nhóm Avengers phiên bản của riêng lão. Cùng nhóm Thunderbolts đang hoạt động dưới trướng của mình lúc này, Norman đã lựa chọn ra những thành viên ưu tú nhất để làm nền tảng cho nhóm Avengers mới này. Các thành viên đó bao gồm Venom, Bullseye và Moonstone. Sau đó, Norman đã chiêu mộ tiếp một số thành viên mới như là Sentry hay Nova. Cuối cùng, với dàn thành viên máu mặt mới này, nhóm Avengers mới được chính thức thành lập để thay thế nhóm Avengers cũ. Norman đặt tên nhóm này là Dark Avengers. Như mình vừa nói ở trên, Dark Avengers là phiên bản đối lập của Avengers vì tính chất của các thành viên trong nhóm. Nhưng tại sao lại nói như vậy? Các bạn có thể hiểu cụ thể là như thế này. Venom là phiên bản đối lập của Spider-Man, Iron Patriot là phiên bản đối lập của Iron Man và cả Captain America. Moonstone là phiên bản đối lập của Captain Marvel và Bullseye là phiên bản đối lập của Hawkeye. Thực sự trong quãng thời gian đó, Dark Avengers đã trở thành một thế lực cực kỳ mạnh mẽ và không kém bất cứ Avengers gốc nào. Ban đầu, nhóm này khá được ủng hộ, nhưng dần dần các thành viên của Dark Avengers lộ dần bản chất cũng như điểm yếu của mình để rồi trở thành chính những kẻ phản diện trong sự kiện Siege. Vừa rồi là rất nhiều các nhóm đã có mặt trên trái đất. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nơi bây giờ chúng ta bay ra ngoài vũ trụ và gặp các nhóm gọi là siêu anh hùng ngoài vũ trụ? Chúng ta sẽ có Annihilators. Hãy cùng đến với nhóm siêu anh hùng Liên Ngân Hà Annihilators. Annihilators xuất hiện lần đầu tiên trong nội truyện The Thanos Imperative Devastation năm 2011. Nhóm được thành lập bởi Cosmo như là một phần giấc mơ của Star-Lord về những người bảo vệ thiên hà thực sự bao gồm những chiến binh mạnh mẽ và can đảm nhất trong thiên hà. Họ đã hợp thể lại để ngăn chặn Blackstar. Annihilators là một nhóm cực kỳ đặc biệt khi họ sở hữu cho mình các thành viên cực kỳ đa dạng về sắc tộc. Các thành viên này đến từ nhiều hành tinh khác nhau và sở hữu các sức mạnh cũng rất khác nhau. Nhóm bao gồm Quasar đại diện cho người trái đất, Ronan the Accuser đại diện cho người Kree, Gladiator đại diện cho người Shi'ar, Beta Rebel của tộc Carbonite và cuối cùng là Silver Surfer. Nếu các bạn tò mò muốn biết một nhóm siêu anh hùng Liên Ngân Hà đối đầu với các thế lực vũ trụ như thế nào thì các bạn hãy tìm đọc đầu truyện về nhóm Annihilators nhé. Thực sự đây là một nhóm siêu anh hùng cực kỳ ngầu đấy. Vừa rồi chúng ta vừa đi qua một nhóm gọi là tầm vũ trụ rồi được không? Bây giờ chúng ta hãy đến với tầm cao hơn, đó là đa vũ trụ nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một nhóm siêu bựa chứ không phải siêu anh hùng. Và đây sẽ là Deadpool Core. Deadpool Core là một nhóm cực kỳ thú vị bởi vì đây là tập hợp của nhiều phiên bản Deadpool từ đa vũ trụ, tức là nhiều Deadpool từ các vũ trụ khác nhau cùng tập hợp lại với nhau. Deadpool Core xuất hiện lần đầu tiên trong đầu truyện Prelude to Deadpool Core. Ở đầu truyện này, các bạn sẽ được chứng kiến phiên bản Deadpool từ đa vũ trụ cũng như là sự hình thành nên liên minh khó đỡ này. Deadpool Core bao gồm các thành viên là Deadpool, Lady Deadpool, Dogpool và Headpool. Đây có thể nói là team bẩn bựa và hải nhất và ngáo nhất cả vũ trụ Marvel. Deadpool Corps là liên minh đánh thuê cực kỳ đáng sợ, cực kỳ nổi tiếng khiến nhiều người phải ngán ngẩm. Nếu các bạn đang muốn tìm hiểu thêm về Deadpool Corps thì có thể tìm hiểu các đầu truyện tiêu biểu như là Prelude to Deadpool Corps, Deadpool Kills Deadpool nhé. Các bạn còn nhớ Thor Ragnarok không? Trong phim chúng ta được nghe đến khái niệm gọi là Revengers. Vậy trong truyện tranh họ là ai? Chúng ta hãy cùng khám phá nhé. Revengers xuất hiện lần đầu tiên trong New Avengers chương 2 Annual số thứ nhất năm 2010. Revengers do một cựu Avengers là Wonder Man hay Simon Williams thành lập. Từ sự bất đồng quan điểm, Wonder Man muốn chứng minh rằng Avengers thực sự không giúp gì cho thế giới này mà còn gây ra những hiểm họa cho nhân loại. Từ lý tưởng này, Wonder Man thành lập nên nhóm Revengers đối đầu trực tiếp với Avengers. Revengers bao gồm các thành viên là D-Man, Anti-Venom, Atlas, Ethan Edwards, Goliath, Devil Slayer, Captain Ultra và Century. Khởi đầu cho cuộc chiến giữa Revengers và Avengers là trong chính đầu truyện New Avengers Annual. Revengers đã tấn công vào dinh thự của Avengers, gây ra thiệt hại cực kỳ to lớn cho nhóm siêu anh hùng lớn nhất trái đất. Sau đó, cuộc tập kích bất ngờ này lại là cuộc chiến tổng lực của hai nhóm trong đầu truyện Avengers vs Revengers. Nếu các bạn muốn biết chi tiết về Revengers cũng như cuộc chiến giữa các Avengers và cựu Avengers thì hãy đọc đầu truyện này nhé. Và vừa rồi là 10 đội trong Marvel Comics mà không phải là Avengers. Các bạn thấy sao? Chúng mình có liệt kê đủ không? Và chắc chắn là chúng mình còn thiếu rất nhiều, nên các bạn hãy cho chúng mình biết phần còn lại trong phần bình luận bên dưới nhé. Ok, nếu các bạn thích video này, các bạn nhấn like, subscribe cho chúng mình và đừng quên nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ clip nào chúng mình tung ra cho tương lai. Mình là Sunrise, cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong lần tới. Peace!